Alright, so today is lesson 4 and I must say that I have prepared you guys 3 lessons for today's lesson because today's lesson is a little bit hard with a whole bunch of new words and it will be like very specializing in medical field. I think Miss New would love this lesson today. I would not dare to touch the term, like the special terms of medicine so deeply, but let's just, you know, look for some basic words. Okay, on my screen right now, I have Miss Nhung here. So Nhung, I need your help. Today we'll learn about coronavirus symptoms day by day. So we'll see how the symptoms develop and how can we see if ourselves are healthy or if we're positive to the coronavirus. So I hope that today's lesson will be like very applicable, like very practical. It helps in your life. Yeah. Okay, Nhung. Firstly, I will need you to translate some of the very basic phrases. You can use Google Translate. You can use dictionary, but you would have 10 seconds to give me the correct word, the correct English word of these Vietnamese phrases. After 10 seconds, your turn is gone and Hoàng will take the turn. So Hoàng, prepare, okay? And now we have Đại dịch toàn cầu. Now, let's go. What is it? Pandemic. Okay. 10 giây này em cứ đọc làm sao cho nó đúng hết đi. Ủa thì chết rồi. 10 giây này nó không chạy ha. À nó có chạy. Yeah, good. Global pandemic. Global pandemic. Perfect. Okay. So that is good. Global pandemic. Okay. Hoàng, please. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 10 seconds, go. Protect social health. Okay, cộng đồng, not xã hội. Protect what? Cộng đồng. Okay, okay. Last second. You got it. Last second. Okay. Protect community. Ooh. Health. Okay, Miss Thương, I need your help with the next one. Hạn chế đi lại. 10 seconds, go. Turn on the mic, please. Can you turn on the mic? Can't hear you. Okay, let's go for the time again. Go again, please. Hạn chế đi lại. Limited the... Đi lại. Đi du lịch. I'm sorry. 10 seconds is gone and it's not the right one. Okay, Miss Duyen, I need your help. You would help Miss Thuong, please. 10 seconds, hạn chế đi lại. Travel restriction. Perfect. Travel restriction. Okay. Thank you, Duyen. Jackie, please. Okay, phong tỏa kiểm dịch. I'm sorry, this is very hard. Phong tỏa kiểm dịch. 10 seconds. Wow. Phong tỏa kiểm dịch. You see that on the screen? Blockade. What blockade again? Blockade. I can't hear you well. What kind of blockade? The word? You say it again. Quarantine. Yeah, quarantine. That's right. Kiểm dịch ở đây giống như kiểu một loại hình cách ly ạ. Quarantine. Block là chặn này, giống là phong tỏa nhưng mà mình đang dùng với dạng danh từ, mình sẽ có blockade. Ok, các bạn không cần phải cố gắng ghi đâu, kệ nó, mình cứ tập trung để cùng ra ý tưởng. Miss Anne, please, hủy bỏ sự kiện. 10 seconds, go. Cancel the event. Ok, đấy là động từ này, bây giờ mình biến thành một cụm danh từ được không? Mình sẽ có event gì ạ? Còn 4 giây ạ, cố lên ạ. Event, cancel động từ, dạng danh từ là gì ạ? What is a noun? Cancellation. Okay. Event cancellation. Last minute, last second. Very, very good. Miss Thuan, please. 10 seconds. Đóng cửa trường học. 10 seconds. Go. School closing. Okay. Closing. Có ai biết dạng danh từ của close là gì không? Có thể giúp Miss Thuan ạ. We have school. Closure. School closure. Okay, how did you know that?
you guys are so good. You're up, like you are beyond the level that I was thinking of. Okay, Miss New, please. Okay, tự cách ly 10 seconds for you. Yeah. Self qua cái gì chị nhỉ? Quarantine. I'm sorry, one time I was saying quarantine, but actually it was quarantine. Okay, Miss Kelly? Kelly, wanna go? Kelly, do you have the mic on? Kelly? No speaking? Okay. Kelly, you're welcome to join. Miss Nhung, let's go back to you. Phương pháp sàng lọc tại sân bay, 10 seconds, go. Đọc đến khi nào đúng thì thôi ạ. Airport screening method. Okay. Airport screening. Airport screening method. Okay, được ạ. Cách mà an toàn nhất thì mình nên dùng là screening methods at airports. Bởi vì nếu mà mình bởi cái chữ tại này nó làm cho cái tại sân bay này trở thành một giới từ chỉ không gian. Vậy nếu mình dùng là airport screening methods thì dễ để cho mình hiểu rằng đó là phương pháp sàng lọc của sân bay. Nhưng chưa chắc phương pháp này đã do sân bay tự nghĩ ra mà có thể một cái nhà sáng tạo khác nghĩ ra nhưng nó được áp dụng tại sân bay. Vậy thì tốt nhất sẽ là screening method at airports. Okay. Và sân bay này không thấy có ghi nói riêng cho nên mình dùng nói chung là plural noun. Okay. Okay, Hoàng. Huh? What is this? Screening methods at airports. Okay. Nguy cơ nhiễm dịch. 10 seconds. Cứ nói khi nào đúng thì thôi em. Risk. Risk tốt. Còn 2 giây, cố lên. Nhiễm. Okay, Miss Thương sẽ giúp Mr. Hoàng ạ. 10 seconds cho Miss Thương. Chính xác, ok. Nhiễm, lây nhiễm, nhiễm dịch chính là lây nhiễm đúng không ạ? Vậy mình có risk of infection. Các bạn vẫn đang sử dụng điện thoại nhé, để nếu trong trường hợp có thể tra từ nếu cần. Ok, thank you. Miss Duyên, please. Oh, cái cụm này khó, this is hard, so I give you 15 seconds. Ok, truyền bá thông tin sai lệch trực tuyến. Spreading misinformation online. How did you know? How did you know? Google's translate. Okay, but that's correct. It's correct. Okay, so việc truyền bá hoặc truyền bá thì mình dùng động từ cũng được này. Hoặc là spreading là việc truyền bá. Cái in này chính là việc. Thông tin sai lệch thì mình sẽ nghĩ là false information. Nhưng mà I like the way that Duyên was saying that misinformation. News là tin, theo kiểu tin tức, một cái tin mới. Còn thông tin là information thôi, chưa chắc nó đã mới ạ. Misinformation online. Okay, that is good. Jackie, please, you got 10 seconds. Okay, chưa. Rồi đây mình sẽ có, khi mình về nhà thì mình sẽ ôn lại toàn bộ các cái bụng này. You got it? Okay, now I would give you, Jackie, I would give you 15 seconds. Trong 15 giây em sẽ đọc phần đọc phần tiếng Việt thế này thì nó lại lộ ra hết rồi nhỉ. Làm nào được. À, mình sẽ tô màu nó. Ok. Tô nó màu đen. Hả? Chữ cho màu đen luôn. Yeah. Tô màu xanh. Oh yeah, that's right. I think so. Yeah, cool. You are so good. Now I'm having the key here. I need the key to be quick. Okay. Jackie, you have 15 seconds. Are you ready? Yes. Okay. Hạn chế đi lại. What? Hạn chế đi lại. Travel restriction. Hủy bỏ sự kiện. Event cancellation. Event cancellation không tính ạ. Đóng cửa trường học. School closure. Okay, two points. Vậy là vừa đúng về nội dung và vừa đúng về hình thức phát âm là được 2 cụm ạ. Okay, Miss An, you have 15 seconds again. And I would say the Vietnamese meaning, you speak the English meaning. Are you ready? Okay. Yes. Yeah. Nguy cơ nhiễm dịch.
risk of infection. Okay, tự cách ly. No quarantine. Quarantine. Đại dịch toàn cầu. Đại dịch toàn cầu. Global pandemic. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Protect community health. Okay, thank you. You got two correct pronunciation and content. Thank you, Anne. Miss Thuan, please. 15 seconds. Okay. Okay. Truyền bá thông tin sai lệch trực tuyến. The spreading the misinformation online. Okay, phương pháp sàng lọc tại sân bay. Screen methods at airports. Phong tỏa kiểm dịch. Phong tỏa là nghĩ đến block. Cái gì để cho liên quan đến block? Dịch là okay. Blockade. Okay, thank you. You got three. Very good. Thank you, Thuan. Miss Như, please. Với Miss Như thì mình sẽ đổi ra cái khác ạ. Như này ạ. Okay. Mình vẫn có 15 giây nhưng chị sẽ cố gắng nhớ lại, không được nhìn đó. I'm sorry. I was cruel today. I'm sorry for that. 15 seconds for you. Okay, are you ready? Okay, đại dịch toàn cầu. Okay, pandemic. Tự cách ly. Tự cách ly. Tốt ạ. Hủy bỏ sự kiện. Event. Yeah, event. Event. Cancellation. Các bạn cẩn thận nhé. Từ even là từ này này. Là mặc thậm chí. I even like something. Là như thế ạ. Còn event là sự kiện. Trọng âm của từ event lại rơi vào vent. Còn even thì trọng âm rơi vào y. Như thế này. Ok, vì vậy cái vần này không đọc là ven nữa. Nhưng mà cái này cho ông rồi là ven. Cho nên nhìn thế nào đọc thế. Nên là mình có event. Wow. Đấy là bài gì nhỉ? Remember when đúng không ạ? Trong phim Up. Ok, Kelly, would you like to go this time? No. Ok. Sẽ come back to... Rồi các bạn nhớ để điện thoại sẵn sàng nhá. Hồng Nhung ạ. Hôm nay chúng ta sẽ học về... Hôm trước thì mình sẽ cho các bạn xem cái video. The video of how the symptoms are day by day. And so I took notes. And I think that there are like three main parts of this one. Of this lesson. Firstly, I want you to go for all the triệu chứng, all the symptoms. Vậy bây giờ mình sẽ tìm hiểu tất cả các từ liên quan đến triệu chứng. Nhung, you have 10 seconds. Theo em triệu chứng hô hấp, what is it in English? Cough. No, I mean cái nội dung của bài học ngày hôm nay là chỉ toàn có dịch thôi. Em nhìn thấy cụm tiếng Việt này là những cái quá quen thuộc với mình. You find a way to translate it into English. So what is triệu chứng hô hấp? Time is up, I'm sorry. Hoàng, please. 10 seconds. Trong lúc đấy thì sẽ có ai đấy, đừng chờ nhau ạ. Các bạn hãy dùng điện thoại của mình để tra đi ạ. Nó ra ngay, rất là đơn giản ạ. Respiratory symptoms. Duyên, got it. Okay. So yeah. Respiratory. Rồi, bạn nhớ là cái từ này nhá. Respiratory symptoms. Thank you, Duyên. Vậy symptom là triệu chứng rồi, liên quan đến hô hấp sẽ là respiratory. Đây là những từ mà trong khóa báo của chúng ta, mặc dù nó không phải là quá chuyên ngành về y tế, nhưng mà là những từ rất cơ bản mình phải biết. Ok, Thương, please, I need to help. Ớn lạnh, một trong những triệu chứng. One of the respiratory symptom is ớn lạnh. What is it? 10 giây thì không kịp tra đâu, dùng những cái mình có. Còn gặp, sorry. Chill. Nếu mà chin thì thành cái này mất ạ, là cái cằm ạ. Nhưng mà mình không có triệu chứng cằm ạ. Chill. Ok, mình chỉ cần để ý là cái âm L này thì đầu lưỡi chạm vào hàm răng trên. Đầu lưỡi chạm vào hàm răng trên. Chill. Chill. Ok, good, thank you. Thank you, Thương. Miss Duyên, please. Ho khan, 10 seconds. Dry cough. Ok, dry cough. You don't need 10 seconds. Miss Thuan, please. Sổ mũi. 10 seconds. Sneezer. Runny nose. Okay,
Sổ mũi thì mình nghĩ là sneeze là mình hắt xì, hắt hơi ạ. Còn sổ mũi là cái mũi của mình nó bị sổ nước ra đấy ạ. Thì mình gọi là runny nose. Run like bị chạy đi ấy, thì cái mũi mà nó bị chạy nước xuống thì gọi là runny nose, sổ mũi. Thank you. Miss Toan có thể để lại, can you adjust, move the position of your phone so that I can see you better? Okay, cool. I can see your face now. Miss New, please. 10 seconds for you. Đau khớp hoặc cơ khó ạ. Xin mời. Arthritis là bệnh viêm khớp. Còn đây nó không phải bệnh, nó chỉ là triệu chứng là có cái cơn đau thôi. Trước hết đau là mình có từ gì đã? Pain. Pain. Okay, time's up. Okay. Jackie, can you help you please? 10 seconds for you, Jackie. Muscle pain. Muscle pain được đau cơ rồi, thế còn khớp ạ? No idea. Okay. Khớp là khớp nối, có nghĩa là có cái sự kết nối với nhau. Các bạn nhớ lại các công ty đúng rồi, joint. Mình nhớ lại công ty, cái loại hình công ty là cổ phần ấy. Joint stock company. Thì chính là cái từ joint đó. So we have joint or muscle pain. Very good. Oh, I think joint. Oh yeah yeah yeah. Lỗi phông ạ. Joint. Yeah. Thank you Nhung. Very good. Okay, Miss An. Khó thở ạ. 10 seconds. Hard to breathe. Hard to breathe. Breathe là động từ thở, còn hơi thở là breath. Nhưng mà họ đã không dùng từ hard to breathe. Đôi khi bạn cái này không phải triệu chứng khó thở, mà ví dụ bạn khó thở bởi vì bạn nhìn thấy một người bạn rất là thích chẳng hạn. You see someone that you really like, so you cannot breathe, you feel hard to breathe. Or when you run very fast, you feel hard to breathe. Nhưng mà cái triệu chứng khó thở này có nghĩa là bị thiếu hơi thở. Okay. Very good. Bị thiếu ạ. Short. Short of something là thiếu cái gì? I'm short of love chẳng hạn ạ. Thì bên mình sẽ có dạng danh từ shortness of breath. Và mình nhớ nhá, khi mà chỉ có EA thế này thôi thì là breath danh từ hơi thở. But when we go like this, breathe, that is động từ thở. I breathe in and breathe out. Okay. Okay, Nhung, come back to you, please. Tiết đờm. Ui dồi, khó chưa? Tha hồ cho em 2 lần 10 giây luôn. Tiết ở đây là sản sinh ra. Vậy mình sẽ có ngay từ gì đã? 10 giây tiếp theo cho từ tiết thôi. Secretion là tiết, đúng rồi. Nhưng trong trường hợp này thì nó... cái tiết này là tiết ở bên nội, bên trong cơ thể thì sẽ dùng từ secretion, tiết một cái chất nào đấy. Còn cái đờm nó là ngoại thì mình lại không dùng từ tiết đó, mà mình dùng như kiểu sản sinh á. Ok, I think Hoàng would help. Hoàng would help Nhung please. 10 seconds, tiết đờm. Ok. Mặc dù you tiết đờm every day, but you don't know what it is in English. Mình cảm thấy rất hào hứng với bài hôm nay vì mình nghĩ là có nhiều cụm ạ, là mình nói nó every day in Vietnamese, but when it comes to English, it feels a little bit hard. Thương, what do you think? Mình gợi ý với bạn từ đờm nhá. Phlegm. I don't think this is an English word. I think they borrowed this from either French, maybe. Phlegm. Production. Đúng rồi, cứ bạn stick to Google Translate. Vì sao vậy? Bởi vì trong dịch corona như thế này thì Google Translate, Google nói chung đã thu thập được rất nhiều thông tin. Khi các bạn dịch từ Anh sang Việt thì có thể Google sẽ dịch sai, nhưng khi bạn dịch từ Việt sang Anh thì Google, cái gọi là cái nơi sinh ra nguyên thủy của nó là tiếng Anh, cho nên tiếng Anh của nó sẽ luôn chuẩn. Nhất là khi bây giờ có quá nhiều bài báo về corona thì chắc chắn những cái thông tin này là những cái thông tin quá phổ biến, nó sẽ không bao giờ bị sai đâu. Rồi mình có plan production là bị là cái việc tiết đờm. Thank you Duyên. Now Duyên's turn again. Các triệu chứng về tiêu hóa. Let's go. Gastrointestinal symptoms. Ok. Rồi giới thiệu với các bạn ạ. Từ đây khi mình cứ thấy cái gì có liên quan gas trong cơ thể, những cái từ chuyên ngành về y mà có chữ gas này là biết ngay là liên quan đến tiêu hóa rồi này. Gastroin.
intestinal. Các bạn thấy cái đoạn này cũng thấy cái gì quen không ạ? Gastro là liên quan đến tiêu hóa này. Intestine này. Intestine này là gì ạ? Các bạn nào biết không ạ? Là ruột. Cái intestine này là ruột này. Vậy mình có hai cái này cộng vào nhau và thêm đuôi o là dạng tính từ. Cái này là thuộc về tiêu hóa. Và triệu chứng thì is easy, symptom. Ok, thank you. Miss Tran please. Khó chịu bụng. Mình cảm thấy khó chịu bụng ạ. How do you say it? 10 seconds. Mình sẽ gợi ý nhá. Bụng mình dùng từ gì đã? Stomach. Stomach là mang tính chất dân gian. Khi mà chúng ta nói chuyện với nhau thì hỏi là ơi cậu bị stomach ache à? Nhưng mà khi mà cái bụng trong y học thì chị Như ạ, chị có thể cho mọi người biết là từ bụng hay dùng từ gì ạ? Thay vì stomach. Abdomen, chính xác. Abdomen là bụng của mình. Abdomen là cái bụng. Ví dụ when you work out, when you do exercise, có rất nhiều bài tập yoga hoặc là gym mà dạy về tạo múi cơ của abdomen, người ta hay viết tắt như này. Ab exercise. Tức là các bài tập về bụng. Cái ab này chính là bụng đó. Thế thì bây giờ khó chịu bụng là cái việc khó chịu thuộc về bụng. Vậy mình cần tính từ. Miss Thoan, what is dạng tính từ of abdomen? Uncomfortable. Tốt. Vậy mình có từ từ đã. Mình đã phải có cái abdomen đang là danh từ biến thành tính từ. Em thêm đuôi gì cho cô giáo đã? Em cứ thêm bừa đi xong rồi cô cười cái thôi mà. Sorry. Abdominal. Chính xác. Abdominal. Và em đang nhắc cái từ comfortable đúng không? Nhưng mà comfortable đang là tính từ, nhưng mình cần dạng danh từ. Thế thì danh từ của comfortable là gì? Discomfort. Comfort là danh từ này. Và mình sẽ có discomfort. Vậy đây là sự khó chịu bụng. Ok, very good. Triệu chứng này hay gặp không chỉ trong coronavirus season đâu. Ok, Miss Như, next one please. Tiêu chảy ạ. 10 seconds. Diarrhea. Chị chỉ cần mất 1 giây thôi ạ. Diarrhea. Vậy thì bạn sẽ cẩn thận không nhầm với từ diary. Cho âm rơi vào di, có nghĩa là nhật ký đúng không ạ? Còn diarrhea thì cho âm lại rơi vào rhea này. Thế bạn chỉ cần đọc, gọi là bạn đọc nó bừa bãi thêm một chút diarrhea là tự nhiên từ nhật ký thành tiêu chảy ạ. Jackie, buồn nôn ạ. Thì kiểu như là mình choáng váng buồn nôn ạ. 10 seconds. Me? Yeah. Nausea. Thực ra người ta hay đọc là cogia. Cogia. Đấy, mình sẽ có nhá. A với U thì luôn đọc là O. Vậy không, mình không đọc là automatic mà mình đọc là O. Co. Và S này bị kẹp giữa hai nguyên âm cho nên biến thành âm J. Cogia. 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 Buồn nôn. Ok. Thank you. Miss Anne please. Và sau khi buồn nôn xong thì nôn luôn ạ. Vomit. Ok. Không cần đến 10 giây. Vomit. Thank you. Come back to Miss Nhung please. Chúng ta sẽ đi phần từ vựng trước, sau đấy chúng ta sang nội dung của bài học. À, nội dung của cái video đấy. Ok. Đây chúng ta sẽ nhìn một loạt các cái từ vựng đây. Ok. Jackie, can you help me please? How? Yeah, I was about to ask you for this. Like to erase all the lines on the screen, but now it's okay. Okay, Nhung, you have 15 seconds. Yes. Yeah. Okay. So I'm gonna read the Vietnamese and you say the English just to review, right? Okay, so mũi. Yes. Runny nose. Khó chịu bụng. Abdominal discomfort. Okay, khó thở. Cố lên. Shortness, bị thiếu. Đúng rồi, bị thiếu hơi thở là khó thở. Rồi, được 3. Good. Okay. Hoàng please.
10 seconds, are you ready? 15 seconds, are you ready? Yeah. Okay. Ớn lạnh. Chịu. Các triệu chứng về hô hấp. Respiratory. Nhanh. Quickly. Yes, Troy. Yes. Time's up, you got one. Okay, Thương. Thương ơi, I think you can got 3 or 4 this time. No problem. Okay, ho khan. Ho khan. Good. Đau đầu. Headache. Tiêu chảy. Diarrhea, giống nhật ký ạ. Okay, ớn lạnh. Chill. Okay, thank you. You got 4. Good. Miss Duyên, please. Các triệu chứng về tiêu hóa, sorry. Gastrointestinal symptoms. Okay, triệu chứng hô hấp. Respiratory. Okay. Okay, good. Tiết đờm. Phlegm production. Mm-hmm. Okay, thank you. That's it. Miss Thuan, please. 15 seconds. Ớn lạnh. Chill. Okay, đau đầu. Headache. Đau khớp cơ. Joy or muscle pain. Nôn. Vomit. Okay, thank you. That's it. Now, mình sang phần tiếp theo nhé. Miss Như, what do you think? Ca bệnh nhẹ chỉ có 10 giây để biến cụm này thành tiếng Anh ạ. Mild case. Okay. Mình gọi tắt là mild case. Vậy sẽ có 4 loại cases tất cả. We can see here. Oh, it's so clear. This is mild clay case. Yeah. We have all in the picture here. Thank you. Jackie, could you tell me ca bệnh vừa? Moderate. Okay, thank you. Okay, Miss Ann. Ca bệnh nặng, 10 seconds, đọc đến khi nào đúng phát âm thì thôi ạ. Từ sau. Severe. Yes, case. Severe case. Severe case. Okay. Severe case. Okay, Miss Nhung. And finally, ca bệnh nguy kịch. Critical case. Good. I like it how you were very careful and take care of every detail when you speak with your pronunciation. That's good. Even though this is might be just a normal word that you know already. Good. Hoàng, please. Khỏi bệnh. Yay! 10 seconds. Six. Okay, thế bây giờ em nói em được khỏi bệnh thì em cứ cho cô một vài từ liên quan đến khỏi bệnh thôi. Get well, right? Recover, finally, good. Recover. It's easier than you think, right? Maybe you think that today we have to learn something too big. But no, this is okay. Recover. Now, Thương, please. Không đe dọa mạng sống. Một là ông khỏi bệnh, hai là tình trạng bệnh của ông là ông cũng bị bệnh nặng nhưng mà không bị đe dọa đến tính mạng. Mình có thể ghi là tính mạng. Thì mình dùng gì ạ? 10 seconds. Let's go. Not like threatening. Good. Okay. Google dịch này. I see. Non life threatening. Miss Duyên, you have 10 seconds. Em sẽ giải thích tại sao cái dạng từ nó lại như thế này. Tại sao lại là non, tại sao lại là life danh từ và tại sao lại có in ở đây. Tại sao threat lại có un ở đây. Em có thể giải thích những cái dạng từ này được không? 10 seconds, let's go. Because threatening is from a verb and a threaten is like a verb. Adjective and with also verb, okay. And with in is going to be a noun. Yeah, well, threaten is a verb. Okay. Threaten itself is a verb. It comes from the noun threat. What is threat? You know threat? Mối đe dọa. Threat là mối đe dọa. Thêm đuôi ẩn thành gây đe dọa cho ai đó. Ví dụ mình có từ fast thì mình là tính từ thì mình sẽ có fasten là thắt chặt
cái belt người ta gọi là gì nhỉ? Fasten the belt. Dây an toàn, thắt dây an toàn. Mình có wide là rộng thì động từ sẽ có widen. Kiểu như vậy. Nó sẽ là dạng động từ. Và khi thêm động từ này mà thêm đuôi ing thì nó trở thành tính từ đây. Một cái căn bệnh mà không đe dọa mạng sống. Miss Thuan, you have 10 seconds. Và em có thể cho cô biết là cả cái câu sau. Nhiều người thì mắc những bệnh nhưng mà không đe dọa tính mạng. Hoặc là căn bệnh của họ thì không đe dọa tính mạng, để cho dễ đi. 10 seconds go. Yeah. Căn bệnh của họ thì không đe dọa tính mạng. Their disease is not non-life-threatening. Đã not lại còn non nữa thì là sẽ thành hai phủ định thành khẳng định mất đấy. Is non. Non. Ok, bạn nào mà đọc sai từ này nữa, sau Thoan thì cô giáo sẽ cho úp mặt vào tường và phải để đúng nguyên camera cảnh mình đang úp mặt vào tường nhá. Ok, đây ạ, this is non và this is none. Ok. Yeah. So when we have only letter O, it becomes O, non. But when we have O and E together, it becomes A, none. Bạn thử đọc từ này mà xem này. Thử đọc vào gì ạ? Love. Tức là khi O đi với E thì đọc thành âm O. Tiếp nhá. Từ này đọc vào gì ạ? Glove. Cũng đọc tương tự đúng không? Vẫn là âm O. Từ này đọc vào gì ạ? Above. Và dove. Đọc giống hệt nhau ạ, không above đâu ạ. Vậy thì đó, none, love, glove, above, dove. Nó đều là âm O. Miss Như, đơn vị chăm sóc đặc biệt. Nó là cái phòng... Good! Cái sự đặc biệt đây nó mang tính chất là cấp cứu, khẩn cấp ạ. Yeah, intensive care unit. Trong bệnh viện thì mình sẽ biết là ICU. Ví dụ bác nào mà phải vào trong ICU là cũng nặng. Right, thì mình gọi là ICU, intensive care unit. Nó có thể gọi là đơn vị chăm sóc đặc biệt hoặc là phòng hồi sức cấp cứu. Ok, Jackie, thở máy. 10 seconds. Kinh. Inhale là thở vào, thế là cái máy này không cho thở ra ạ. Và machine là máy thì phải là danh từ chính thì phải đi đằng sau chứ. Ít nhất là anh phải nói cho em là breathing machine thì em còn chấp nhận được. Sorry? Mechanical ventilation. Ok. Dạ, yeah. Có Google dịch nó phải khác chứ ạ, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy mình sẽ có là mechanical, tức là bằng máy móc cơ khí đúng không ạ? Ventilation. Cái việc thở này nó không phải là thở ở chỗ này mà cái đấy nó qua cái chỗ này rồi. Cho nên nó giúp mình thở phía trong thì mình dùng động từ là ventilize. Và chuyển sang danh từ là ventilation. Nó không còn là breathe đơn sơ, đơn giản ở cái phần khoang miệng này nữa. Nên nó không dùng như vậy nữa. Miss Anne, please. Ok, bổ sung oxy ạ. Oxygen supplement. Good. Ok, trong trường hợp này người ta dùng supplemental dạng tính từ và oxygen. Ok, good. That's it. Miss Nhung, please. Thiết bị sống nhân tạo. Dễ hơn em tưởng. Wait for me. I'm waiting. 6 more seconds. Cô gợi ý nhá. Bây giờ cô gợi ý cho Hoàng thì vì hết lượt của Nhung rồi. Ừ, Nhung không được nói bởi vì Nhung tra rồi đúng không? Bây giờ, không bây giờ này đi, Nhung gợi ý cho Hoàng đi, ok? 10 seconds để Nhung gợi ý, nó có hai chữ đúng không? Let's go. The first word, chữ đầu tiên. Artificial. Can you repeat that? Artificial. Wow.
Hoàng hôm nay, what's wrong with you? Or what's right with you? What's her name? What makes you become like this? I remember last time you were like very alert, but today you were kind of like flying and forget everything. I'm sure that you, number one, you're in love. Number two, you are positive to Corona. I see. Okay, come back to Nhung. Can you tell Hoàng, please, what is thiết bị sống nhân tạo here? Artificial life equipment. Really? Well, actually, it's a kind of life, but it's to help to have life. Can you tell me what is a verb that is similar to help? What kind of verb that is similar to help? Support. Yeah, okay, here we go. Life support device, they say. Yeah. Okay. Miss Thương, suy hô hấp ạ. Nhớ lại, bạn nhớ lại hô hấp cho mình. Bạn có 10 giây để đọc hết được từ hô hấp thôi. Chỉ cần từ hô hấp thôi, không cần tra từ. Bây giờ nhớ lại nữa. Bắt đầu bằng re. Respiratory. Respiratory. Ok, suy có nghĩa là bị thất bại trong cái việc làm công tác hô hấp. Động từ thất bại là gì ạ? Fail. Ok, và danh từ sự thất bại, failure. 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 Ừ. Cái tại sao mà người ta, người Mỹ, người ta không đọc là failure như này đó. Kiểu failure ấy, nghe nó rất là thô ấy. Nhưng mà vì cái chữ âm u này, nó bằng với như này. Cho nên khi mình có l cộng với u ấy thì nó thành là failure, failure, xong rồi cái này mới là ở failure. Yeah, chứ không phải là failure. Ok. Duyên please. Tổn thương phổi vĩnh viễn. À, không được tra. Permanent lung damage. Good. Ok. Permanent lung damage. Damage ở đây mình hiểu là tổn thương. Thank you, Duyên. Ok, Miss Thoan. The next word. Oh, ok. Vậy thì Thoan sẽ bắt đầu bằng việc là nhìn các cái từ tiếng Anh nha. We have 15 seconds here. Ok, các bệnh nguy kịch. Critical case. Good. Các bệnh nhẹ. Mild case. Phòng hồi sức cấp cứu. Good. Intensive care unit. Ok, thank you. Miss New, you have 15 seconds. Are you ready? Ok. Thiết bị sống nhân tạo. Life support device. Yeah, life support device hoặc life support system, cả hai đều được. Các bệnh nặng. Severe case. Very good. Thở máy. Máy. Medical ventilation. À, cái này là mechanical. Mechanical. Là nó xuất phát từ đây ạ. Mechanic. Mechanic là anh thợ cơ khí. Và thêm đuôi O ở cuối thì tạo thành tính từ mechanical, thuộc về máy móc cơ khí. Mechanical. Vâng ạ. Cái từ này thì nó xuất phát từ machine. Machine là danh từ máy móc. Nhưng mà thêm mechanic thì lại thành cái người thợ cơ khí. Và mechanical thì trở thành tính từ là thuộc về máy móc. Tức là việc thở thông qua máy móc. Ok. Jackie, you have 15 seconds. I'm gonna speak Vietnamese, okay? Then you go for English, okay? Chuẩn bị nè, khỏi bệnh. Recover. Không đe dọa tính mạng. Non-life-threatening. Suy hô hấp. Respiratory. Okay, thank you. Okay, Miss Anne, please. You have 15 seconds. Are you ready? Yes. Okay. Now, bổ sung oxy. Supplement oxygen. 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 Khỏi bệnh. Recovery. Okay, tổn thương phổi vĩnh viễn.
Respiratory failure. Em bị nhìn nhầm ạ. Respiratory failure là suy hô hấp đúng không ạ? Suy. Ok. Nào, bất kỳ ai có thể bật mic để trả lời ạ. Suy thận. À đấy, Hoàng bật sẵn rồi nhưng mà không được trả lời. Kidney failure. Đúng rồi, đấy là suy thận ạ. Nào, mình còn suy gì nữa nhỉ? Suy gan. Liver. Ôi, lăng là phổi em ơi. Dạ. Một là đang yêu, hai là bị corona hôm nay. Ok, thank you. Nào, chúng ta sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo là cái phần thứ nhất nhá, là các loại triệu chứng. Phần thứ hai là cái mức độ của cái sự nguy kịch, mức độ của cái sự hiểm nghèo của căn bệnh corona, tùy theo từng trường hợp, nhẹ, vừa, nặng, nguy kịch. Và cái thứ ba là chu trình khi mà con corona nó bắt đầu vào mình. Các bạn có thể lấy điện thoại để chụp ảnh lại phần này. Để tí nữa mình sẽ dùng kiến thức này luôn, chứ mình không còn đủ thời gian để cho các bạn đi từng cái một, và nó có nhiều cái mới. So the easiest thing is just take a photo of this. Are you there? Yeah. Okay. Yeah. Are you done with taking the photo of the slide? Okay. Okay. Vậy để học được bài này thì các bạn nên xem video trước ở nhà, sẽ thấy rất là dễ hiểu, dễ chịu ạ. Okay, now, what I want you to do is, I think I would come back to Miss Nhung here. Okay, đây là cô đang tóm tắt lại nội dung của cái câu này trong video. And here is the main information. You have 10 seconds and look at the picture to describe the information. Okay? Oh, go. In the coronavirus period, there are more 80% of my moderate or my case and moderate case. Okay, time's up. Time's up. Được. Cô giáo chỉ nghe các cái câu của em để cô phát hiện ra những cái lỗi mà em có thể bị nguy cơ mắc. Bên cạnh cái phát âm rất là tốt và cái cách tư duy rất nhanh của em, thì cô vẫn là nhặt lá tìm sâu, cho nên là cô sẽ đưa ra những cái phần lỗi có thể sửa được cho em. Ví dụ, chắc chắn là cases phải số nhiều. Và đây, từ mild sang moderate thì cái dấu gạch ngang này nó bằng với 2. From mild to moderate cases. Và mình nên có một cái chủ ngữ ở đây, đang tỉnh lược chủ ngữ ạ. Ví dụ, thế giới đã chứng kiến bao nhiêu phần trăm ca như này, bao nhiêu phần trăm ca này và bao nhiêu phần trăm ca này. Vậy cái mà mình có thể thêm là mình thêm cái phần chủ ngữ thế giới chứng kiến. Và thứ hai là mình thêm cái những cái liên từ để mình nối chúng với nhau. Ok, Hoàng, 10 giây. Dựa vào cái công trình mà Nhung đã làm, bây giờ em nối thành cái câu hoàn chỉnh. 10 seconds go. Could you give me some numbers? Yeah. COVID-19 have 80% is my moderate cases. Okay, rồi, dừng ạ. Được ạ. Vậy cô nghe thấy Hoàng nói rằng là Hoàng đã sử dụng cái chủ ngữ ở đây. Đấy là một cách rất là sáng tạo này. Đúng rồi, em đã để ý những cái dữ kiện mà cô đưa ra ở trên slide. Laboratory confirmed cases of COVID-19 have. Vậy là Đố Hoàng biết là cái danh từ chính trong cả cái cụm này là gì? Laboratory confirmed cases of COVID-19. Danh từ chính là gì ạ? Laboratory. Nhóc. Thương ạ, what do you think is the main noun? Mình phải rất là tỉnh táo nè. Khi các bạn trả lời sai thì mình thấy là thôi, khóa mình học giỏi quá thì ít nhất cô giáo vẫn còn tác dụng với các bạn. Nên nếu mà bây giờ các bạn trả lời đúng hết thì chắc là mình dừng khóa học đây luôn. Miss Thương đến lượt nhưng mà đang kiểu what are you doing to me? Ok, Miss Thương cứ tra cứu tiếp nhá. You have to turn on the mic if you want to speak, because I can't hear your voice. You're not turning it on. Still off. Ok. Ok, khi mà mình hỏi bạn cái gì là chính thì lấy ra một cái chính thôi, one main thôi, không có nhiều cái chính đâu.
Bạn đọc từ nãy giờ có 4 cái từ rồi. Nào, mình chú ý này. Cả cái cụm này nó chính là noun of. Noun, được không ạ? Bạn của tôi, nhà của họ, suy nghĩ của những người đó. Vậy thì trong hai cái noun đứng cạnh nhau thì cái noun nào là cái noun chính? Cái noun trước of hay là sau of? Trước of, chính xác. Vậy thì khi mình nhìn một cụm danh từ rất nhanh như này, lập tức mình hãy đặt cái sự chú ý của mình là danh từ chính phải là trước of. Vậy danh từ chính trước of đang là laboratory confirmed cases. Nhưng mà cái chỗ laboratory confirmed đang là dạng tính từ, bổ cái danh từ chính là cases. Vậy đây, cả cái bức tranh này đang nói về tỷ lệ của cases. Mà đây lại có cases rồi, thế thì mình nên dùng là laboratory confirmed cases of COVID-19 contain, bao gồm 80% of mild to moderate condition, 14% of severe condition or situation, as well as 6% of critical. Đấy, thế thì mình sẽ không nhắc lại cái từ case nữa, vì case đang là danh từ chính của câu rồi, và mình sẽ dùng động từ contain thay vì have. Và mình nhớ là cứ có danh từ of danh từ thì danh từ thứ nhất đấy mới là danh từ chính. Ok. Thank you. Miss Duyên please. Dữ kiện. Vậy là có 4 cái cấp độ được đưa vào các loại hạng mục khác nhau của cái mức độ nguy kịch của bệnh. Đây ạ. Mild, moderate, severe, critical. Ý của câu này là như vậy. 10 seconds biến thành câu hoàn chỉnh. Xin mời phóng viên. Duyên ạ. So there are four levels, severity with of laboratory confirmed cases of COVID-19. Nó càng ngày càng khó đúng không ạ? Nếu mà Duyên đang để ý thì thấy cả lớp đang cười ủng hộ em. Ok. Vậy là có 4 cái đây, nếu mà mình cho như này thì bạn sẽ thấy nó dễ nói hơn. Cái câu trong bài thì nó để theo kiểu ngược như này. Ok. Hoặc là còn cách khác, bạn có thể cho cái này lên đầu thì bạn sẽ thấy dễ nói hơn. Tức là bạn sẽ phải chuyển nó đi một chút. Ok. Các bệnh nhân được chia làm 4 hạng mục của 4 mức độ nguy kịch. Lại nhá, các bệnh nhân được chia làm 4 hạng mục của 4 mức độ nguy kịch. Miss Như, cứ 10 giây đi ạ. 10 seconds, let's go. The patient currently four level of severity. Ok, vậy là chị đã bỏ qua từ category. Category là hạng mục ạ. Vậy các bệnh nhân thì được đưa vào hoặc rơi vào 4 hạng mục này của 4 trình độ, 4 mức độ nguy kịch. Ok, chị đã thành hình được câu rồi đấy. Nhưng mà chị đã bỏ cái category đi. Miss Anne, would you like to help? 10 seconds. The patient divides. Tốt. After the categories for level of the severity. 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 Mình nhớ lại cái nguy kịch, tính từ mình đọc là severe thì mình thêm et thôi, severity. Em xin mượn câu của chị bởi vì là cái câu này nó gần chính xác rồi, em sửa một từ là ok ngay. Ok. The patients divide. Trong khi mình viết mà bạn nào muốn sửa thì sửa luôn nhá. The category for levels of severity. Nào, bạn thấy câu này có cần sửa gì không? Are divided, very good. Two. Are divided thì luôn đi với giới từ gì ạ? Into. Đúng rồi, động từ divide luôn đi với into. The category và four levels này là nên mình đang hơi khó hiểu. Hạng mục 4 mức độ, ở giữa nó cần một cái gì đó. With four levels of severity. Ok. Và cả cụm are divided into này, người ta trong bài người ta dùng từ for into. Ví dụ tôi gặp hoàn cảnh khó khăn thì mình sẽ nói này, I fall into hard times. Tức là tôi bị vướng vào
mình mắc vào lưới tình thì mình nói là gì ạ? I fall in love. Vậy thì khi mà người ta không mong muốn cái chuyện đấy nhưng mà người ta bị tình cờ rơi vào thì người ta dùng từ fall into thay vì là are divided. Nếu mà are divided thì chứng tỏ có một cái bàn tay thế lực của đấy đã divide họ ra. Nhưng mà ở đây người ta muốn thể hiện cái sự khách quan là tôi không hề mong muốn nhưng mà tự nhiên nó bị rơi vào. Nên mình lấy ví dụ về love và hard times thì bạn sẽ thấy là ồ, quả thật là người ta không mong muốn hoặc là người ta không cố tình yêu từ trước nhưng bị mắc vào lưới tình đấy. Cho nên là dùng fall into, bị ngã vào đấy. Nên bạn sẽ nhớ cái công thức fall into. Cứ khi nào bạn định dùng với hạng mục thì bạn sẽ dùng cái fall into này rất là hay. Ok, I think now it will be Jackie's turn. Okay. Thông tin nói rằng mất 14 ngày từ khi mà mình tiếp xúc với corona thì sẽ xuất hiện cái dấu hiệu đầu tiên và chúng bắt đầu phát triển. Rồi, anh thử trong 10 giây. Let's go. Okay, so the first symptom So the first symptom developed after 14 days from Okay, em miêu tả lại thái độ của mọi người dành cho Mr. Jackie nhé. Ví dụ chị An này, chị An nào, nói nữa đi xem nào. Còn Miss Thương thì ghi. Còn Miss Nhung thì bắn nói liên tục. Mình nhìn thấy gương mặt các bạn rất là đáng yêu. Còn Duyên này, Hoàng và chị Như thì chưa thể hiện thái độ gì nhưng mà đấy. Okay, I need somebody else's help. Thoan. Câu này thể hiện là nó tốn mất 14 ngày. Riêng cái tốn nó mất bao nhiêu ngày thì mình dùng động từ gì? Suy nghĩ đi. You think about it. Tôi mất một tiếng để đi đến đâu? Ủa, chính xác, Thoan hay quá. I like it a lot. It takes fourteen days for exposing coronavirus first symptom. Okay, now trong cái câu này người ta nếu mà mình nói này thì sẽ dễ hiểu này. It takes 14 days for the first symptom to develop from the time they expose to coronavirus. Nhưng ở đây người ta lại cố tình đảo cái expose to coronavirus lên trên. Và cái 14 ngày để cho cái first symptom này nó phát triển lại cho xuống dưới. Thì bạn thấy nó lại càng khó hơn. Thế thì mình nên xử lý câu thế nào? Rồi, Thoan sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhung giúp nào. 10 seconds. À, em dùng từ gì? Đúng đoạn này thì cô lại không nghe được rõ này. Từ được đấy. Từ cái lần tiếp xúc với corona. Từ cái lần đầu tiên tiếp xúc với corona. Thực ra tiếp xúc là tiếp xúc một lần. Ừ, xin lỗi, không cần phải first exposure đâu mà chỉ cần expose thôi. From hoặc là since đều được ạ. From the patient's exposure. Expose đang là động từ, thêm này thành danh từ. Exposed to something. Coronavirus. Bạn thấy dễ hiểu hơn chưa? It takes 14 days from the patient's exposure to coronavirus. Then, for the first symptom to develop from the time they expose. Yeah. Đấy, như vậy là xong. To develop. Bạn mà cảm thấy vẫn khó khăn thì bạn về xem lại video, bạn sẽ thấy nó tương tự như này đấy. Ok, Hoàng. So here they mean that this is the exposure to coronavirus and it takes 14 days from the first time of exposure to coronavirus for the symptom to develop along the way. So Hoàng, I'm sorry. This is your sentence.
You have many times of 10 seconds to go. Okay, let's just have the time on because it looks so cute. So here are the people with COVID-19. They develop fever early on. So now they talk about the first symptom. Yeah, câu trước the first symptom, câu này explain more details. Are you gonna say something? You don't look like. No. No? Okay. Positive. Positive to Corona. Okay, em sẽ cần phải cách ly online với mọi người nhá. Đeo khẩu trang vào. Okay, Duyên. Duyên will help Hoàng, please. Đây là số liệu của WHO China Joint Mission on COVID-19. Nó lập ra một cái ban, cái ban này gọi là cái ban ban chỉ đạo cái gì hợp tác cái gì đấy. According to the World Health Organization China Joint Mission on COVID-19, many cases develop fever early on. There's 88% of people in China. No, just 88 people in general, I think, not in China. 88% people has COVID. Yeah. Also has a fever. Yeah. So like, yeah. 80% of the people who had COVID got fever. Như vậy em sẽ đỡ phải dùng từ also. Who had COVID got fever. Okay. Okay, bài này khó đấy ạ. Miss Như, please. Okay. Một cái nghiên cứu khác ở Trung Quốc thì chỉ ra rằng là 44% bệnh nhân đã có biểu hiện sốt trên đường đến bệnh viện. Thì cái trên đường đến bệnh viện người ta không dùng từ là on the way to the hospital, mà là trong quá trình nhập viện là on admission to hospital. So 10 seconds to make it a complete sentence, please. Let's go. A study measure of China, a solar that 44% patient had what fever on admission in hospital. Okay, vậy là chị xử lý các cái keyword đúng rồi, nhưng mà cái phần từ thịt thêm vào nhá. Ví dụ thay vì là một sorry. Em xem cái video này rồi ấy, thì cái study này là out of China. Còn cái trước. Okay. Đúng rồi, cái trước là của WHO với China, còn cái này là out of China, cô thiếu chữ out đấy. Đúng rồi, cảm ơn em. Rồi, cái này mình có thể thay bằng another study out of China showed, mình dùng ed quá khứ, mình có thể dùng that ở đây. 44% thì bao giờ cũng phải cộng với of rồi mới cộng với danh từ chính ạ. Và mình thêm động từ got fever on the admission to the hospital. Okay, that's it. Miss Anne, please, next one. Có một số trường hợp hiếm hơn thì lại có những biểu hiện liên quan đến tiêu hóa. Và những biểu hiện này là như sau. Okay, chị hãy biến thành đắp thêm thịt để thành câu hoàn chỉnh ạ. Let's go. Somewhere crazies has another symptom such as gastrointestinal system or diagnosis for miss and so on. Để đỡ phải đọc cái cuối thì and so on nha. I think that's pretty cute, I like it. Some rare cases, lần này chị đã chú ý dùng số nhiều, em rất thích điều này. Some rare cases thì thể hiện ra thì mình hay dùng từ show đúng không ạ, hoặc là có cái biểu hiện này dùng từ have. Nhưng mà nếu mình đã dùng từ show ở trước rồi, vì cái study show rồi, và cái have thì mình dùng từ đầu bài đến giờ quá nhiều rồi, thì mình nên thay bằng động từ gì? Chúng ta có thể thay bằng động từ reveal, tức là nó thể hiện ra bên ngoài, reveal. Several. Nên khi bạn đọc câu bạn sẽ thấy rất là cụt khi mà mình không có những thêm những cái từ thịt này, câu nó cứ bị cụt cụt ạ.
Some cases revealed several gastrointestinal symptoms, such as, chị đã dùng such as. Khi chị dùng such as thì em lại thêm chị cho chị từ này. Em thêm cho chị từ namely. Em rất thích trong văn IELTS thì em thích dùng từ namely hơn such as, và hầu như là em không dùng such as bao giờ. Cứ chỗ nào such as thì em dùng namely, kể tên là diarrhea, nausea, vomit or abdominal discomfort. Yeah. Okay. Jackie, please. Early days infection virus invade lung cells. Từ những ngày đầu tiên của cái sự bị nhiễm bệnh này, nhiễm trùng á, thì con virus nó đã invade vào trong cái tế bào đây. Cái con virus nó invade vào trong tế bào lungs của mình. So do you know what invade is? Yes. Like enter, right? Yeah. Mm-hmm. Integrate or enter. Okay, 10 seconds go. From the early days of infection, the virus invade lung cells. Okay, vậy là anh đã đọc được các cái từ này rất là đúng rồi. Anh đọc đúng rồi nhưng mà anh chưa thêm thịt tí nào. Em cần câu chứ không cần cụm ạ. Ok, rất là quý, em xin cái từ the này của anh nhé. Ok, được từ the. The virus. The virus, nếu mà mình đang nói về virus số ít thì mình sẽ phải invade. Và xâm nhập vào trong thì mình dùng giới từ gì ạ? Into. Into lung cells. Early days, in the early days of infection, the virus invades into lung cells. Ok, vậy những cái này là những cái khá là cơ bản. Nhưng mà mình cũng lợi dụng cái cơ hội mà các bạn sơ hở, không dùng đúng từ là mình sẽ nhảy vào để bôi nhọ các bạn một chút thôi. Ok, Miss Thoan. Nào, vậy thì những cái tế bào mà bị nhiễm trùng nó sẽ chết và rụng ra khỏi đây, rơi ra khỏi đây. Và thành ra cơ thể sẽ không còn khả năng để giữ gọi là thải những cái chất khỏi khỏi phổi cũng như là khí quản nữa. Trachea. Đây, trachea. Từ về chuyên môn thế này nó hơi khó một chút nhưng mà chúng ta đều có khí quản cả nên chúng ta cũng nên biết cái từ này. 10 seconds go. Your infected cells have died when it show off the body, even. Sorry. Okay, vậy vế này chính là vế thực trạng và vế này là vế kết quả. Chính cái việc này xảy ra đã dẫn đến cái việc là cơ thể không còn khả năng để gì gì đấy nữa. Rồi Miss Thương đợi một chút, Miss Thoan nhá. Miss Thoan sẽ đi nào. 10 seconds for you em. Infected cells die and shed off body. Little no ability to keep stuff out of lung and trachea. Okay. Actually, shut off thôi là chấm hết câu đó. Và cái body của chúng ta thì không còn khả năng. Thì mình dùng động từ gì đây? Đây, cái đoạn này dễ rồi nhá. The infect the này, phải có the bởi vì mình nhắc đến cái cell ở câu trước. Vậy mình phải có the infected cells thì đã die and shut off. Hoặc là mình có thể dùng này. The infected cells die, then then shut off là một cách hay hơn là khi chúng ta dùng dùng and. Thế là hết câu nè. As a result cũng được ạ. Hoặc là leading to thì mình dùng cả câu dài nhưng mình dùng as a result. Cơ thể không còn khả năng để làm gì đấy thì bây giờ mình thêm thế nào? Body này có phải thêm gì ở trước không ạ? Body danh từ đếm được đang ở dạng số ít, vậy chúng ta cần the body. Lý do mà mình tại sao Thoan ơi, tại sao body phải có the mà cô lại không được dùng a ạ? Cô thích dùng a thì sao ạ? Đều là một cơ thể ạ. It identified. Okay, very good. Because we have talked about the cells. The cells, we know the cells. So the cells belong to the body. So the body is definite too. The body này được xác định rồi, mình không thể dùng a là bất kỳ body nào mà chính là cái the body mà những cái cell này nó bị như này. Thì the body này không có khả năng, thì đây lại có no ability, vậy chúng ta thiếu động từ gì? Yes. Has no ability.
Ngoài ra thì cô sẽ nghĩ là duy trì, không còn duy trì khả năng, nó cũng là không có khả năng. Như là dùng từ gì ạ? Remains. Cả hai cái này đều giống nhau. Mình sẽ nói là the body remains no ability to keep stuff out of lung. Thế bây giờ này, no ability này, to keep stuff. Mình xin hỏi Miss Nhung một chút ạ. Thank you Thoan nhá. Miss Nhung, keep stuff out of lung. Để cái đoạn này em có muốn bổ sung gì về ngữ pháp không? Để cho câu hoàn chỉnh. Out of lung. How many lungs do we have? How many lungs do we have? Just one. Okay. Really? Are you sure? Maybe Nhung has one, yeah. That's Nhung, you know. Nhung mà trường hợp số 17 mà cho nên no, only have one lung left. Okay, out of the lungs and trachea. Chấm hết câu. Yeah, thế mới là một câu hoàn chỉnh ạ. Vậy thì hôm nay về nhà là sẽ có cái bài tập về viết, là hy vọng các bạn sẽ không bị nhầm những cái phần đáng buồn. Ok. Now I need Hoàng có muốn đi không em? Inflammation cause damage. Có bạn nào biết từ inflammation? What does that mean? Duyên. Viêm, đúng rồi. Cái sự viêm nhiễm này thì nó dẫn đến tổn thương. Tổn thương lại gây ra nhiều viêm nhiễm hơn. Và thành ra đến cuối cùng của cái chu trình này là không còn tế bào nào khỏe mạnh nữa. Đó, Hoàng sẽ có 10 giây để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Let's go. Inflammation causes damage. Damming. Mm-hmm. Damming causes more inflammation, so we have no healthy tissue. Tissue. Tissue này giống như tờ giấy ăn ấy. Tissue á, thì nó cũng có nghĩa là mô, yeah, hoặc là tế bào. Well, vậy là công việc của Hoàng đơn giản quá. Hoàng có thể thêm thịt cho cô hơn nữa được không? Vì là em, đây là em chỉ chia động từ thôi, thế là xong á. Đây nó có hai cái chu trình ngược lại nhau. Thì khi chúng ta có hai sự việc ngược lại nhau, chiều từ A đến B rồi quay ngược trở lại từ B về A, thì chúng ta hay dùng liên từ gì? Hoặc liên ngữ gì? Ok. Mình hay dùng từ, có ai biết cụm này không ạ? Vice versa. Vice versa. Dạ, chính xác Miss An ạ. Rồi. The inflammation causes damage in the body and vice versa, these damage causes even more inflammations. Vậy thì mình sẽ tìm cách để thêm thịt mang tính chất hùng hồn hơn nữa. Bắt đầu nhá. The inflammation causes damage. Causes cái tổn thương, không ở trong phổi nói riêng và ở trong cả cơ thể nói chung. Bây giờ mình đố Miss Thương có thể cho mình biết cái cụm là ở đâu nói riêng, ở đâu nói chung thì mình có cụm gì ạ? Ví dụ như là cái corona này nó ảnh hưởng đến Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. In the body in general. Okay, in the lung trước ạ, cái nhỏ đi trước rồi cái lớn đi sau. In the lung, in rồi. And in the body. And in the body. In general là cụm của Thương. Thế nhưng mà thế thì in the lung là sẽ là in cụ thể, còn đây là nói chung này, trong cơ thể nói chung, còn đây là trong phổi nói riêng. Riêng là một trường hợp cụ thể. Can you tell me the word for cụ thể, please? Not detail. Người ta hay dùng từ particular. Thế nhưng mà bây giờ thế này thì mình có những 4 chữ in ở trong câu, mệt mỏi quá. The inflammation causes damage in the lung in particular and in the body in general. 4 chữ in liền. Đọc xong là khán giả quyết định từ sau unsubscribe kênh này luôn. Vì quá nhiều in. Vậy khi mình có cái in này ấy, mình hãy biến cái tính từ này thành dạng trạng từ, là thế là mình mất được một cái in. Yeah, in the lung particularly and in the body generally. Là được, vậy có hai cách. Generally. Uh-huh.
Và mình có thể mở đầu câu bằng vice versa. Phải. Chính những tổn thương này, these so-called damages, thì lại cause even more inflammation. Ok. Đấy, thế là xong. Xin lỗi, so-called này thiếu cái này. So-called damages. Và kết quả là không có healthy tissues. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Mình đã cho các bạn một cái buổi học hôm thứ bài 3 hôm trước rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Hôm nay nó hơi nặng một chút đúng không? Nhưng nếu bạn đã xem video ở nhà thì bạn sẽ thấy bài này rất là dễ hiểu. Vậy khi mà mình có yêu cầu là hãy xem video ở nhà thì các bạn sẽ xem trước nhé. Ok, mình sẽ stop share. You can see everyone here. Excuse me, cô ơi. Dạ. Yeah. Tại sao em không nhận được video từ nhà? Video nào nhỉ? Đây là video bài học có thể nhận được trước đúng không ạ? Video này ở trên nhóm ấy em. Ở cậu. Nhóm Google Drive ạ? Facebook. Nhóm Facebook ấy. Hi ạ. Nói có sách mách có chứng nhá. One action worth a thousand words here. Đây ạ, chính là cái link này. Đây ạ. What the coronavirus symptoms look like day by day. List at least 10 phrases that stand out to you. Trời ơi, khổ thân chưa. Video preparation. Please take the time to watch the following video to prepare for our lesson. Khi nào mà bài khó quá thì bây giờ mình cũng sẽ cho trước từ vựng để các bạn nắm bắt được tốt hơn. Các cái bức ảnh xin lỗi các bạn, mình đang không share màn hình nữa. Thành ra là các bạn không nhìn thấy. Sorry, I share the screen again. Đây ạ, chính là cái phần này đấy ạ, buổi học hôm trước. Ok, nào xem có ai làm bài không nào. Em làm. Nhưng mà em không biết S, tức là không phải không biết S mà đang bị lỗi về email nên không tải được lên Google Drive ạ. Thế thì mình cứ đợi khi nào tải được thì ok được ạ, bạn có thể làm thêm sau. Ui. Em tạm thời để cái video ở ngoài được không ạ? Vì chắc là có phải lên Hà Nội mới bắt đầu sửa được máy đấy ạ. Ok. Em để video ở ngoài và sau đấy thì slide em vẫn làm bình thường ạ. Bài rồi đấy ạ. Ok. Phần đấy thì mình sẽ trao đổi riêng thêm để mình sửa bài về nhà cho bạn nhé. Anyway, hôm nay các bạn về sẽ ôn lại các cái từ vựng đấy, vì chắc chắn là buổi sau mình sẽ I will review a little bit from the beginning of the next lesson. Rất là tuyên dương bạn Hoàng và bạn Duyên đã có thành tích làm bài đúng hạn và chu đáo. Thì bây giờ mình vỗ tay nhẹ. Vâng, xin cảm ơn hai họ. Yeah. Thế thì sau cái thứ bảy này bạn sẽ có một cái cuối tuần nghỉ ngơi này, chủ nhật, thứ hai và thứ ba, đến tận tối thứ ba bạn mới phải làm bài tiếp theo. Vì vậy thì mình mong muốn là các bạn sẽ làm cái bài 9 bước từ input sang output ấy. Cái bài đấy là bài bạn gói hết mọi thứ vào slide. Mình đã có video hướng dẫn, mình sẽ post lại một lần nữa. Tại vì mình muốn là trong khóa học thì mình phải có ít nhất là hai cái slide như vậy để thể hiện là mình đã tự học một cái dạng, một cái đoạn văn nào đấy. Các bạn có đồng ý với mình không ạ? Nhưng mà chị cũng chưa vào được cái Google Drive rồi, chị không biết tìm cái đấy ở đâu, cái đó rồi, cái group đấy ở đâu. Em cũng chưa có, em chỉ lấy thông tin ở trên Facebook group luôn thôi. Chị lấy thông tin ở trên Facebook thôi, còn cái em bảo là có một cái Google Drive thì chị không biết là nó ở đâu. Nghe cả cái tin Drive đi ạ. Ok, thế thì mọi người sẽ gửi cho mình địa chỉ email ở dưới post trong Facebook nhá. Trong cái post Facebook mình gửi. Đây ạ. Đấy, mình gửi dưới email của Miss Nhung Hà này đi ạ. Cô dễ thu thập. Mình gửi một loạt email của mọi người để mình thu thập lại hết một lần nữa và mình share lại một lần nữa nếu ai chưa tìm được nó nhá. Thì sau đấy đảm bảo là mọi người đã sẽ có và là ok. Mọi người có đồng ý là chúng ta sẽ có hình phạt không ạ? Nếu như mà không làm bài về nhà không ạ? Đầu ra sẽ làm bài nào?
em mà làm album luôn. Ừ, đúng rồi, một cái phần slide rất nhiều mục như thế thì nó giống như là một cái album đấy. Cho nên là mọi người có muốn phạt không ạ? Mình có thể comment ở trên post nha. Còn anyway thì bây giờ đã 10 giờ 21 rồi, chúng ta phải đi ngủ ngay, không thì gia đình và bạn bè làng xóm sẽ kêu la là sao chúng ta chăm học quá. Ok, thank you. Sau bài hôm nay các bạn tự review lại với slide nhá. Mình nghĩ là cái slide này sẽ làm cho bạn thấy dễ hiểu hơn rất nhiều. Bạn có thể tự học lại nữa. Có sẵn cả phần timer ở trên đấy rồi, tự time bản thân đặt câu trong 10 giây. Nếu bạn có sự tự học như vậy với slide lại thì những bài tiếp theo bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. Ok, thank you. Bài nào cũng sẽ chia sẻ trên Drive hết á, đúng không? Cứ sau một bài thì cái slide này, nội dung bài học mình đã ghi âm lại, ghi hình lại toàn bộ bài học ngày hôm nay của chúng ta này. Và nếu có những video phát sinh gì mà cần giải thích thêm bạn cái gì thì nó sẽ nằm ở trên cái folder của Drive hết. Đây, hiện nay cái folder như này mình share lại lần cuối cho các bạn nhé. Đây, ví dụ đây là bài số 4 của chúng ta ngày hôm nay này. Thư mục của chúng ta là thư mục Branch Online. Không ngờ là các bạn lại chưa nhận được cái này, mình cứ đinh ninh là mọi người đã nhận được hết rồi chứ. Lesson 1, 2, 3, 4. Người đang ở lesson 4 đấy ạ. Đấy, về nhà các bạn sẽ dành thời gian xem lại tất cả các cái phần này nhá. Và đến buổi sau lesson 5 thì lại cũng tiếp tục như vậy. Ok. Thì mình, các bạn gửi lại email để mình có thể gửi share lại cho các bạn. Ok. I'm gonna end the class, the meeting here. Wish you a good night's sleep and see you on Saturday. Yes. Okay. Thank you for studying. Have a good night. Good night.